Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Mão. Đây là video clip mình chia sẻ về tử vi vận hạn của tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi Mão. Như mọi người thường nghe đó là tiếng Ngọ Mão Dậu là tứ hành xung, thì tháng người tuổi Mão gặp tháng Ngọ là một trong những cái tháng nằm trong tứ hành xung, thì xem ra là các phần địa chi là gia đạo sẽ có nhiều điều không vui vẻ. Tuy nhiên là nó như thế nào thì mình sẽ phải luận giải cả về phần mệnh, phần cung, phần tiên can thì mới biết được rằng nó tốt và nó xấu ở điểm nào, chứ không phải là cứ gặp tháng xung thì cái gì cũng xấu và tuổi nào cũng xấu ha. Thì người mà tuổi Mão á, thì năm nay được năm lục hợp với lại năm đó là Mão và Tuất và lục hợp, thì phần địa chi tổng năm đó là tốt đẹp, là một năm có thể nói là dễ sinh tài lộc, may mắn hơn năm vừa rồi rất là nhiều ha. Thì xét trước thì đầu tiên hết thì mình sẽ xét cho những người tuổi Tân Mão. Thì những người tuổi Tân Mão là mệnh là Tùng Bá Mộc của cái tùng cây bách đó. Thì nam mạng thì có sao Thái Dương, may mắn danh lộc tốt ha. Mà nữ mạng thì có sao Thổ Tú, rối rắm bất an. Mà người Tân Mão là những người sinh năm 1951 ha. Thì xem coi là họ như thế nào ha. Ở trong cái tháng năm này thì người Tân Mão thì mệnh mộc, tháng năm là tháng hỏa, tháng Mậu Ngọ là tháng hỏa, như vậy mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, đề phòng tai nạn, tuy nhiên nó cũng nhẹ nhàng, không có đến nỗi nào. Thí dụ như nó sinh xuất thì nó là sinh xuất bản mệnh thì nó không đến nỗi nào như là tương khắc bản mệnh hoặc là bản mệnh bị tháng khắc, còn tháng khắc bản mệnh, dù gì nó cũng là chỉ là xấu nhưng về bổn mạng, xấu về sức khỏe nhưng mà dư dừa thôi, nhẹ nhàng thôi ha. Thiên can Tân Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và mặt tử vi. Tuy nhiên là tân canh thì thành kim ha, Mậu kỷ thì thổ, cho nên là có thể nói là Mậu về mặt tập âm ngũ hành là thổ sinh kim tốt đẹp, ngon lành ha. Được, như vậy thì công việc không có vấn đề, mà những người sinh năm 1951 thì cũng không có còn nhiều nhiều bác tham gia công việc, có thì đa phần là những người làm tự do, cho nên là cũng ok đi ha. Tân Mão địa chi Mão với Ngọ, tuy rằng nó nằm trong tứ hành xung, nằm sát nhau thường là lục xung, nhưng mà cái cặp địa chi này tiếng Ngọ Mão Dậu thường là Tý với Ngọ là lục xung, nhưng mà Ngọ với Mão lại không phải là lục xung, nó nằm trong tứ hành xung thôi chứ nó không có lục xung, Mão Dậu mới lục xung, chứ còn mà Ngọ Mão thì không phải lục xung. Có một số sách rồi thậm chí còn nói rằng hai tuổi này là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tuy nhiên nó nằm trong tứ hành xung thì nó nằm sát nhau thì cái sự xung khắc của nó vẫn có, cho nên là gia đạo sẽ là một cái cần phải đo để ý, có thể là làm cho mọi người có chút buồn phiền, không vui vẻ. Nhưng mà tổng năm của chúng ta vẫn có là cái gia đạo là lục hợp Ngọ quên Mão với Tuất, cho nên là với một chút này là buồn vui của gia đạo thì không có quá lớn làm gì đâu, với các bạn thì đã lớn rồi, chắc cao lắm là con cháu có nhiều điều gì đó làm cho các bạn lo lắng là thôi, không có phải là quá xung khắc gì ha. Như vậy thì đối với người Tân Mão sinh năm 1951 thì sao nam mạng có sao Thái Dương thì rõ ràng là tốt đẹp ha. Nhưng mà các bạn có sao Thổ Tú là rối rắm bất an, mà có cái tháng này Mão Ngọ này nó ở nằm trong tứ hành xung, nó nằm sát nhau thì sẽ là buồn phiền nhiều hơn ha. Rồi đó là của các bác người Tân Mão. Tiếp tục là những anh những chị tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thì ở trong tử vi thì do là nó theo Trung Hoa, là Trung Hoa thì không lấy cổ Mão, họ lấy con thỏ,
nên là họ gọi là quá lâm chi thố. À, nhưng mà mình thì không có quá thố, mà là mão thì quá lâm chi mão đi, là thỏ nó ở qua rừng. À, mệnh là kim bạc kim, à, vàng pha bạc. Như vậy là nam mạng và nữ mạng, nam mạng thì sao thổ tú và nữ mạng thì sao vân khớ, đều là những cái ngôi sao đem lại rối rắm tai tiếng mà và tai nạn ha. Thì vận niên thì trư phùng hỏa, heo gặp lửa nữa, cho nên là không có mấy tốt đẹp. Nên nhớ rằng năm nay là năm mộc, căn mộc thuộc dương của hành động hỏa, cho nên là hỏa rất vượng, rất không tốt cho người mệnh kim. Vốn dĩ vậy gặp sao thổ tú, nam gặp sao thổ tú là rối rắm nạn tai, mà nữ gặp sao vân hớn tai tiếng rối ren, thì rõ ràng là không tốt đẹp gì cho lắm đối với cái người mà quý mão. Tuy nhiên là về mặt thiên can là chữ mậu hợp với chữ quý, cho nên là gọi là thiên can ngũ hợp ha, cho nên là dễ sinh tài lộc. Địa chi lại được lục hợp, đó là mão tuất thuộc nhóm lục hợp, cho nên là về mặt sức khỏe, về mặt sao nạn thì không 50-50, thậm chí là có tốt đẹp thì vừa có gia đạo tốt đẹp mà vừa có ngũ hợp ở địa chi và có lục hợp ở địa chi và ngũ hợp ở thiên can, thì công việc dễ rất dễ sinh tài lộc, nhiều điều tốt đẹp sẽ đến ha. Rồi sát vào cái tháng năm này nó sẽ ra sao, thì bổn mạng đã như đã nói thì không tốt đẹp cho cả năm chứ không phải là những tháng này. Gặp tháng này là hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn ha, bổn mạng có thể nguy nan. Và như đã nói thì khi mà bổn mạng bị tháng khắc thì các tinh quân tốt của tử vi năm, các cái tinh quân tốt như là tài tinh, rồi các cái tinh quân phúc đức, thiên đức này kia nó sẽ bị che khuất, mà ngược lại các sơ tinh quân như đại hao và tiểu hao sẽ hoàn thành rất là lớn, cho nên là dễ hao tài, và thậm chí là có cái sao bạc hổ nó sẽ làm cho rối ren mọi điều ha. Mão thiên can là tháng các bác là quý, các anh các chị là quý, gặp tháng mậu là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp đa lễ chủ và chữ lễ, cho nên có thể nói là thiên can công việc rất dễ sinh tài lộc, dù rằng tháng hỏa khắc kim nha. Như đã nói thì các anh các chị là vốn dĩ năm nay cả năm là mậu nó hợp quý rồi, bây giờ gặp tháng cũng mậu nữa, hợp quý nữa, cho nên là rất dễ sinh tài lộc và có tiền bạc. Địa chi thì cũng giống như cái tuổi Tân Mão, mão với ngọ thì có một số sách thì là mão là không xung không hợp, nhưng mà xét trong trùng thì nó vẫn nằm trong tứ hành xung, cho nên là gia đạo cũng sẽ không có nhiều điều tốt đẹp lắm đâu ha, sẽ có nhiều khi là buồn phiền nhưng mà không quá lớn lao. Rồi ok, vậy là đối với người tuổi quý mão của các anh các chị, thì đặc biệt là các anh với cái sao thổ tú nó có rối rắm và nặng tay, cần để ý kỹ của mạng của mình trong cái tháng năm âm lịch, tháng mậu ngọ ha. Tiếp tục là người ất mão, sinh năm 1975, đắc đạo chi thố, người ta còn ha. Như vậy là mệnh đó là đại khê thủy, nước khê lớn. Rồi như vậy là xét tới tháng năm này thì người ất mão sẽ như sau, thì thủy của các anh các chị sẽ khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, gọi là bản mệnh của mình khắc cái tháng, đề phòng tai nạn, bổ mạng có vấn đề nên không nên đi xa, đi xa sẽ có nhiều điều rối rắm. Tuy nhiên là dù gì đi nữa là chúng ta là thủy khắc hỏa chứ không phải là hỏa, chúng ta không phải là thổ bị khắc thủy, cho nên là dù gì đi nữa chúng ta khắc nó thì có thì cũng nhẹ nhàng và cũng không có đem đến quá nặng nề nhiều điều cho các anh các chị, cho nên là đừng quá lo lắng ha. Rồi thiên can là chữ ất với chữ mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt nặng âm, về mặt tử vi, như vậy là công việc cũng không có vấn đề. Tháng này là tháng hè ha, có thể là mình sẽ công việc của mình sẽ nhẹ nhàng hơn, và mình nghỉ xin nghỉ hè rồi này kia cũng đã hết 10 ngày nửa tháng rồi, cho nên là công việc không có vấn đề. Rồi địa chi thì mão ngọ thì cũng giống như các anh chị quý mão, nó có một chút xung khắc nằm trong tứ hành xung, nhưng tuy nhiên nó không phải bị lục xung như là tý ngọ hoặc là mão dậu ha,
Mão với Dậu mới là lục xung, còn Mão với Ngọ thì chỉ bị hình nhau một tí ở trong cái tứ hành xung thôi, cho nên là vẫn có điều tốt đẹp, không có điểm gì phải ra xa. Thì như vậy thì cũng như người Quý Mão, người Ất Mão thì cũng nên đề phòng cái việc bổ mạng của mình, vì bị tháng mình là mình vừa mệnh thủy gặp tháng hỏa, dù gì đi nữa thì nó cũng có tương khắc, cũng đối chọi nhau, chắc chắn sẽ đem đến cho mình sức khỏe nó không được tốt đẹp lắm, cho nên là cần cẩn thận. Rồi tiếp đến là các em gái, trai em gái của Đinh Mão. Nam mạng thì cũng đã làm rồi, mình cũng đã làm cái vận hạn của cả năm cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với cái của cái này, thì sao sao nam thì được sao thái dương chiếu mạng, may mắn giành lộc tốt. Tuy nhiên nữ có sao thổ tú thì vẫn là rối rắm bất an, chưa được hanh thông mọi điều ha. Rồi thử xem coi là đối với cái tháng 5, tháng mậu ngọ này thì như thế nào với người tuổi Đinh Mão. Thì tháng mậu ngọ là tháng hỏa, các em là mệnh hỏa, như vậy hỏa đồng hàng, bản mệnh đồng hàng hỏa với tháng, sức khỏe bổ mạng tốt, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua, không có đến nỗi nào ha. Tương đối ok. Chữ Đinh với chữ Mậu về thực mặt thiên can không xung không hợp là trạng thái cân bằng địa chủ. Tuy nhiên chữ Đinh thì thuộc hành hỏa, chữ Mậu thì thuộc hành thổ, có thể nói đây là một cặp tương sinh về mặt bám ngũ hành của thiên can, có tài lộc nhưng không quá lớn lao ha. Thì vừa là dù gì đi nữa có tài lộc có đồ là vui rồi, không có phải hao tài là mừng, đúng không? Địa chi thì Mão ngọ thì cũng giống như Ất Mão, một chút gì đó buồn phiền về gia đạo và tình cảm. Các em tuổi này thì còn nhỏ, chắc cũng là chồng con gì đó hoặc là vợ con ha. Đặc biệt là mấy em mà Đinh Mão năm nay sát ở cái thời kỳ của cúp, vốn dĩ là các em là người mạnh lớn phước lớn ha, hy vọng rằng đó là đừng có quá tay ở trong cái mấy cái trận đấu World Cup mà để mà gia đạo nó xào xáo, không nên ha. Dù gì đi nữa thì tháng năm ông lịch đối với tuổi Đinh Mão là một tháng tương đối tốt đẹp, không có gì là quá xui xẻo mà xảy đến nhiều điều đâu, hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp thật sự. Rồi cuối cùng là người Kỷ Mão. Kỷ Mão sinh năm 1999 và các bác sinh năm 1939. Các em Kỷ Mão thì mình chỉ nói cái phần lớn của các em thôi, 99 thôi, chứ còn các bác ở 39 thì đã là người ngồi hưởng thụ rồi, hoặc là cũng còn chắc 50% thôi chứ cũng không còn nhiều. Mà anh là thành đầu thổ ha, thì ta gọi là Sơn Lâm Chi Mão ha, là con mèo rừng á đó. Rồi nam mạng thì sao thổ tú rối rắm nạn tai, nữ mạng vướng sao vân hớn cũng rối rắm nạn tai. Như vậy thì các em tuổi Đinh Mão sinh năm 1999 này rõ ràng là không tốt đẹp về vận hạn của cả năm, có nhiều điều dù rằng vào năm lục hợp nhưng mà rõ ràng là vẫn không có tốt đẹp lắm về sao sao chủ. Như vậy với tháng năm âm lịch, tháng mậu ngọ thì mạng hỏa sinh thổ, tức là bản mệnh được sinh tương sinh, sức khỏe bổ mạng tốt, mà không những thế các tinh quân bổ mạng ở trong cái sao mạng của mình sẽ tốt đẹp hơn, làm cho nhiều điều mà gọi là có được cái sự thành thông trong cuộc sống. Các em này thì vẫn là mới là năm nhất đại học ha, thì cũng không có gì, vẫn là ăn và học là chính, chứ còn đi làm thì nó cũng không có chuyện gì. Nhưng được tháng tương sinh bổ mệnh như thế này thì tốt đẹp, phải có thể nói như vậy. Tốt đẹp có thể nói là mình sức khỏe tốt, bổ mạng mình không quá yếu. Vốn dĩ những người tuổi Mão, nhất là Kỷ, thì sức khỏe không phải là vấn đề, là cái điểm mạnh. Người Kỷ Mão thì sức khỏe luôn luôn là không được tốt đẹp, người Kỷ mạnh khẳng, người Kỷ yếu. Nhưng không phải vì thế mà tháng này mình khỏi lo rồi, không cần phải lo yếu bóng vía ha. Thiên can thì Kỷ Mậu không xung không hợp là bản thân cân bằng tự chủ trong cái tử vi. Tuy nhiên về mặt hợp âm ngũ hành đó thì Kỷ Mậu thì cùng hành thổ, như vậy thì công việc vui vẻ dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi thì
như đã nói, các tuổi Mão ở trên Mão Ngọ thì nó nằm ở trong tứ hành xung, cho nên là sẽ có một chút buồn phiền về gia đạo, buồn phiền về mặt tình cảm. Các em này thì còn nhỏ thì cao lắm là yêu đương gì đó, có sự buồn phiền trong cái chuyện tình cảm một chút, không quá lớn lao đâu ha. Tình yêu thì đôi khi nó phải có giận dỗi, hiểu lầm để mình có những cái gọi là điều chỉnh hoặc là vỡ òa sau khi mình hấp dẫn ha. Rồi thì như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 5 âm lịch năm 2018, tức là tháng Bồ Ngọ, một tháng có thể nói là nằm trong tứ hành xung đối với người tuổi Mão, nhưng nó không quá khó khăn. Đa phần về mặt địa chi thì có nhiều điều tốt đẹp, thậm chí là có được có nhiều có địa chi là ngũ hợp. Như vậy thì hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho mọi người tuổi Mão có được cái thông tin mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai tuổi Mão xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi Mão khác được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, phong thủy, cũng có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.